Thưa quý vị và các bạn, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế là chủ trương của Đảng, Nhà nước trong suốt những năm qua. Là một cựu chiến binh, hơn ai hết, ông Nguyễn Viết Hảo ở xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt hiểu sâu sắc ý nghĩa của chủ trương đúng đắn này bằng sự đồng cảm, sẻ chia và nỗ lực của chính bản thân. Ông đã được đền đáp bằng kết quả đáng ghi nhận. Chúng ta cùng theo chân nhóm phóng viên đến thăm gia đình người cựu chiến binh ấy qua phóng sự sau. Tiếp chúng tôi trong căn nhà 2 tầng khá khang trang, được gia đình anh Nguyễn Viết Hảo xây dựng cách đây 5 năm về trước. Điều mà gia đình người cựu chiến binh ấy trước đây chẳng dám nghĩ tới. Trao đổi với chúng tôi, anh Hảo kể, cách đây 20 năm về trước, anh đã phải làm rất nhiều nghề mới có thể đảm bảo được cuộc sống sau những ngày mới vào vùng quê lập nghiệp. Tuy cuộc sống vật chất có thiếu thốn, nhưng ý chí vượt khó vươn lên làm giàu trong người lính này không hề thiếu. Ở vùng đất Trạm Hành xưa nay, hầu hết bà con nông dân đều độc canh cây trà và cà phê. Bản thân anh lại quen thâm canh cây lúa nước và hoa màu. Sau nhiều lần đi tham quan các mô hình hiệu quả trên địa bàn xã, vợ chồng người cựu chiến binh ấy đã thuê đất và bắt đầu khởi nghiệp với diện tích trên 2 hectare cà phê. Chính sự cần cù, siêng năng cùng với việc tích cực học hỏi khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm của những người đi trước đã giúp vợ chồng anh thành công ngay vụ thu hoạch cà phê đầu tiên. Tích góp được vốn liếng ban đầu, anh chị mua thêm nương rẫy, đất đai, phát triển thêm diện tích trồng cà phê và rau màu. Nhờ đầu tư giống mới cũng như áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, nên vụ mùa hàng năm gia đình anh đều thu được kết quả cao. Bởi con người mình mà nói chung là chỉ có thừa và thiếu nhưng bao giờ là đủ. Mình cảm thấy đủ là mình chỉ dừng lại là đủ thôi. Chứ còn con người là không bao giờ nói chuyện là cái tham vọng là không bao giờ mà biết làm sao cho đủ hết. Đó mình còn là hôm nay là mình mãn nguyện rồi, là về gia đình, là về con cái, rồi xã hội, về kinh tế cuộc sống. Là mình đã mình thấy hôm nay là mình mãn nguyện đó, phải là mình đòi một đà cho mình để mình hưởng lên và sau này lo cho con cái tương lai sau này thôi. Đồng hành với anh là người vợ, chị Hồ Thị Thanh Hải, theo gia đình vào xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt lập nghiệp cũng khá lâu. Anh chị gặp nhau ở vùng đất mới và nên duyên vợ chồng. Gần 20 năm trải qua bao gian nan, khó khăn, thử thách với một quyết tâm thoát nghèo. Và giờ đây, đôi vợ chồng cựu chiến binh đã thực hiện được ước mơ giản dị về một cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Chung quy là đã là một người lính rồi, gian khổ là qua chứ không còn cầu nạn gì hết rồi. Xác định tư tưởng lập trường của mình là kiên định, làm là làm đến nơi đến chỗ, công việc gì phải hoàn thành, mà nhiệm vụ gì phải xong. Về gia đình hay là công tác xã hội cũng vậy thôi. Đó, vì mình nói chung là tôi chỉ một ngày một lần của bí thư là Nguyễn Văn Lĩnh là tự mình cứu lấy mình, cho nên mình khẳng định như vậy là mình quyết tâm mình làm cho đạt được cái mục đích của chỉ hướng cái mục tiêu của mình làm. Ngày qua thì chị cũng đồng hành với anh, rồi cùng đại diện làm kinh tế, rồi cùng chăm con, rồi chăm nuôi dạy con. Giờ thì chị hài lòng với cuộc sống hiện tại. Với ý chí vượt khó thoát nghèo, sự giỏi giang trong làm ăn của vợ chồng anh chị. Không những thế, anh chị còn có tinh thần đoàn kết, sẵn sàng sẻ chia kinh nghiệm để các hội viên cựu chiến binh và bà con trong xã cùng nhau phát triển kinh tế gia đình. Chính điều này đã làm nhiều người mến phục gia đình anh Nguyễn Viết Hảo này. Về gia đình đồng chí Hảo, cựu chiến binh của xã Trạm Hành, thì một trong những gia đình tiêu biểu của địa phương, rất tích cực trong mọi công tác hoạt động ở địa phương, nhất là công tác tạo điều kiện giúp cho hội viên xóa đói giảm nghèo, một trong những đồng chí là gương mẫu cũng như là sản xuất kinh doanh giỏi. Câu chuyện thoát nghèo vươn lên làm giàu như gia đình cựu chiến binh Nguyễn Viết Hảo ở xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt, trong cuộc sống quanh ta vẫn còn rất nhiều. Mỗi người tuy có một hoàn cảnh sống và công việc khác nhau, nhưng họ lại giống nhau về sự cần cù, chăm chỉ và một ý chí quyết tâm vươn lên trong cuộc sống.